Chào thầy và các bạn, thì đây là cái bài mô phỏng module Bernoulli đơn của mình. Đây mình sử dụng 4 con IC595 để kết nối với 32 led. Và đây là 40 led mà mình đề bài chỉ có là 32 led đơn. Nên hai chân cuối của mỗi module led mình không có kết nối. Đây là trở 220 hàng dòng. Và đây là nếu mà bài này trong sách đó, thì nó có thêm con IC573 này để cho tăng cái số cổng có thể kết nối, tăng cái đường. Nhưng bài này là chỉ có mỗi module 32 led đơn nên mình kết nối thẳng xuống đây, cấp xuống như nó. Thì cái con 595 thì ngõ ra cái con này kết nối ngõ vào để biến, có nghĩa là con này sẽ là trọng số cao. Nó chỉ quy định con nào trọng số cao nhất, con này xong thì điểm với con này. Đây chỉ có con này. Nãy mình tính vẽ từ đầu mà nó mất thời gian nên mình vẽ trước rồi mình nói lại nguyên lý thôi. Đây, cái chân này bỏ cũng được, chân này không xài cũng được, chân này nãy nó dư. Tiến hành mình nhập code cho nó, code có sẵn ở code trên lớp. Rồi kéo này đi. Ok, nó chạy, nó có lỗi ở cái phun kìa. Bỏ cái này bỏ ra đây, cái này bỏ vào mà không kết nối thì bỏ ra, mình chạy lại đây thì nó có như vậy thì cũng dễ hơn. Bài này thực hành trên lớp rồi, mình chỉ mô phỏng lại. Thì bài này của mình kết thúc ở đây rồi, ngắn gọn rồi. Bài này nó dễ dàng với tất cả các bạn.